quý vị trong chương trình du lịch kỳ thú, rất là vui và rất hào hứng. Gần hết 10 số của Nico Lan Trinh và May rồi. Đúng là rồi. Sẽ tiếp tới mình. Cho nên nhanh, không đợi gì, chờ gì nữa. Không biết em có được bật mí một chút về chuyến đi của anh chị không? Đó là tụi em thì tới vùng thành phố, của anh chị sẽ tới vùng miền quê. Vui. Sẽ phải di chuyển xa hơn. Không sao. Phải lạnh hơn, rất là lạnh. Ở Việt Nam nhiều khi mình muốn mặc cái áo lạnh mà không biết vì sao mặc được nữa, đúng không? Đúng rồi. Cách đây nửa tháng khi đã có thông tin về chuyến đi là chị đã soạn sẵn, chị đi là 12 ngày là 12 bộ đồ khác nhau. Em hiểu rồi. Chị mặc 12 cái áo lạnh khác nhau đúng không? Còn cái áo bên trong là một cái 10 ngày. Chị đâu có ở dơ giống như em. Phải là May đâu May, cái này chị em phải bảo vệ chị Tường. Rồi. Chị sợ chị lẫn lộn không có thời gian ngủ nghỉ sau một ngày làm việc. 12 bộ đồ cho vô 12 cái bao ni lông sẵn. Ngày nào bộ 1, bộ 2, bộ 3, bộ 4 rất là chuyên nghiệp. Tại vì một bộ đồ của chị thì tính luôn buổi sáng màu sắc sẽ khác, buổi chiều màu sắc sẽ khác. Buổi sáng ở trong áo này mặc khoác cái áo khoác, cởi cái áo khoác nó sẽ khác. Kinh khủng, kinh khủng. Chị đã chuẩn bị hai cái vali bự, một cái vali đem đồ đi, một cái vali đem theo để đem đồ về. Rất là hai vali đó là anh vác. Anh Vương vác hết, anh Vương. Rồi để xem coi là Nico Lan Trinh và May sẽ đưa chúng ta đến hành trình nào ngày hôm nay. Đã đến Nara. Xin chào các bạn. May và Pico đã đến Nara. Và chúng ta đến đây để làm gì vậy? Pico là thích nơi này rồi đó nha. Nhìn rất là yên bình. Đó. Nhiệm vụ tụi mình phải luôn làm. Luôn phải có nhiệm vụ. Sao không để cho tụi mình rảnh một chút? Pico sẽ đi mua sắm. Hay. Một chữ hả? Wow. Dù chỉ có một chữ nhưng mà May cũng không hiểu gì hết. Nhưng mà thường á, chữ Hán tự thì là mô phỏng lại một cái hình ảnh gì đó. Vậy thì đây là mô phỏng hình ảnh gì? Em nghĩ nha. Ở đây là có nhiều người ở dưới một cái mái nhà. Cái chữ này đâu phải người. Cây. Điều anh nhớ cây. Hình như chữ này cũng không phải cây á. Chữ cây là chữ gì? Tại vì mình... Anh không... biết không? Cái người biết thì nói, còn cái người mà không biết thì cứ hay là bắt bẻ người khác, bắt bẻ những cái ý tưởng của người khác. Chưa chắc cái người này biết. Thì em nói cái này là nhiều cái gì đó ở dưới một cái gì đó. Trời ơi. Ổn định, ổn định. Đi thôi, đi hỏi thôi. Hỏi nè. To be my friend. Oh, you know this? スピーカー よさ と方向 いつもが入る Nó là con trâu. Ổn định luôn. Bà có sừng không? Có luôn. Arigato gozaimasu. Thank you. Thank you. Mình đi tìm. Hỏi thêm. Hỏi không? Sắp hỏi gần xong rồi. Hỏi gì nữa? Bạn muốn hỏi gì nữa? Tưởng mà hết muốn hỏi rồi. Không hỏi Shika nằm đâu. Hỏi thêm hai cô này. Sumimasen. Sumimasen. Can I ask you a question? What is this? Shika. Shika. Where? 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 Nara koi. What? Nara park. Nara park. Okay. Oh, yeah, you're good, you're good. Thank you. Nara park doko desu ka? Nara? Masu. Straight. Straight? Sanjo dori straight. Yeah, straight here? Straight. Okay. Straight. 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 Okay. Arigato gozaimasu. Wait. That moment, can I take a picture with you? Picture. Yes. Okay. Yeah. Trời ơi, mày sướng nha, được chụp hình với ba cô đẹp. No. Here, come. Okay. One, two, three, smile. Yeah. Arigato gozaimasu. Arigato. Lá đỏ kìa. Đẹp quá. Lá đỏ quá. Ê đúng là đều Miko tìm kiếm á. Mùa lá đỏ hả anh? Ao ao lá đỏ. Cũng wow. Đỏ. Cảnh đẹp quá. Trời ơi, lá vàng nè, lá đỏ, lá xanh nè, núi nồi đằng kia, trời đẹp quá hả? May bây giờ May cũng muốn quên luôn cái con Sky đi để chụp hình rồi đó. Nhưng mà không được, mình phải làm xong nhiệm vụ đi đã. Trời ơi. Bây giờ mình thử hỏi em bé nhỏ nhỏ này thử coi. Biết không? Sumimasen. 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 Sợ quá.
Thấy mặt quen. Nadeska. Shika. Where? Shika. Shika. Doko. Where? Doko. Where? Shika. Ố, tới thời điểm này anh chị coi, anh chị đoán con Shika là con gì? Nó sẽ xuất hiện một giây nữa thôi trên màn hình. Có hai cái sừng hả? Shika có nghĩa là con nai. Sao anh biết? Thì anh coi. Con viên như thế này á, là chỉ có nai hoặc hưu thôi. Anh phải có coi ở đâu hay là anh lén coi kịch bản? Anh đoán thôi. Anh lấy thông tin ở đâu vậy? Ai biết rồi. Anh gửi hình trên Facebook của Miko up lên. Đúng rồi ha. Tôi thấy chưa, đi đâu cũng up hình. Phải, thứ nhất á, thường thường những công viên như thế này có một là hưu, hai là nai, mà bây giờ nó có dự kiện là bốn chân hai có sừng. Ảnh coi trên Facebook của Miko chứ. Không có coi gì đâu, chắc chắn. Facebook nổi tiếng lắm mà coi. À, Shika, Shika. Arigato gozaimasu. Con nai. Nó đúng là có sừng, ăn cỏ. Trời, giờ mới để ý hồi nãy nhìn nó xa xa không? Công viên Nara là khu vực rộng lớn, có diện tích 660 ha, bao gồm các di sản văn hóa quan trọng có tính lịch sử như chùa Todai, chùa Kofuku, bảo tàng quốc gia, nơi lưu trữ các tài sản văn hóa. Bao bọc xung quanh những địa điểm là vẻ đẹp thiên nhiên xanh tươi rộng lớn và hài hòa. Tại đây có rất nhiều chú hươu nai hoang dã đang sinh sống. Và chúng rất gần gũi thân thiện với con người. Nai bên đây, không sao hết á. Nó không sợ người luôn. Đâu, đâu? Đây, đây, đây. Nó đang ăn ở đây, nó đứng ở đây luôn á. À, có hạt dưới đây nè. Mình hỏi Sikai. Sikai. Selfie. Trời đất, okay. Đang ăn. Sikai. Nó đang ăn cũng như hai này. Ok. Phải hỏi ý, nó không giận á. Từ từ, từ từ. Bạn này không có sừng là con cái nè. May đừng có thương rồi. Ồ, biết luôn kìa. Selfie, selfie, Sika. Trời ơi, quá đáng. Selfie, selfie. Selfie, selfie. Hình nào bạn cũng xấu hết. Thành công. Chúng ta hoàn thành. Lại nhiệm vụ nữa. Một bức tượng Phật lớn. Tượng Phật đẹp quá à. Nhưng mà tượng Phật này ở đâu nhỉ? Ê, cho mày đọc dòng chữ coi. Mày biết đọc tiếng Nhật đâu mà. Hả? Hồi nãy thấy Lan Kinh phân tích cái chữ Nhật rồi kia cũng được lắm. Bây giờ thử phân tích cái dòng chữ này coi. Đây là kiếm. Kiếm. Ở cái chùa. Chùa. Rồi sao nữa? Có cây. Cây hoài. Không, chưa có cây. Bây giờ mình đi hỏi cái chùa này đi ha. Thôi chắc là hỏi người khác đi nha. Mình không tin tưởng lắm bạn đâu. Biết cái chùa là vậy à? Shishima-sen. Ở là vậy à? Koko wa doko desu ka? Mình đang ở đây. Hôm nay ở đây đông người ghê. Em thấy hình như á, ngày hôm nay là một ngày lễ của Nhật Bản. Ngày lễ hả? Anh nghĩ đây bởi vì đây là một địa điểm rất là nổi tiếng cho nên là mới đông như vậy. Nổi hôm tiếng nay... nhưng mà phải ngày lễ mọi người được nghỉ làm mới đến đông như vậy. Hôm nay lễ gì vậy? Lễ văn hóa, lễ hội văn hóa. Cổng chính phía nam chùa Todai là cánh cổng chùa lớn nhất Nhật Bản, rất phù hợp với quy mô của Đại Phật Điện. Cổng cao 25,46m với 18 cây trụ lớn, chạm tới tầng áp mái, có chiều cao là 21m. Cánh cổng hiện nay là cổng đã được xây lại vào thời Kamakura sau khi cánh cổng cũ đã bị gió lớn làm đổ vào thời Heian. Nai được xem là người đưa tin cho thần linh. Đi theo hả? Ôi, nó dựng lên nè. Bức tượng lớn quá. Giống như là thờ vị thần canh cửa. Hai bức tượng thần hộ pháp cũng được tu sửa lại toàn bộ trong vòng 5 năm kể từ năm 1931. Ồ. Chấn ngay một cây cửa cổ. Là hai vị thần cổ. Rất là oai phong, uy nghi. Chỗ này đẹp ghê á. Mình rất là bị thu hút bởi những vẻ đẹp cổ nha. Tới đây chắc tôi đứng đây cả ngày để tôi ngắm quá. Nhưng mà bây giờ là thần canh cửa đó mà thần đồng ý.
cho tụi mình đi vô rồi đó. Giờ mày hỏi luôn từ đi. Từ mình phải lựa biết không? Bây giờ mình sẽ nhìn những cái người mà những người đeo máy ảnh như thế này chắc chắn là người địa phương nè. Shishima-san. Excuse me. Do you know this? Taipei-san naka ni arimasu. Ah. This inside. Inside. Yes. Thank you. Bye. Vậy đúng là người Nhật rồi. Mày giỏi ha. Trời ơi. Biết sao không? Hồi đó cũng từng kia đi chụp hình dạo một thời gian. Rất nhiều học sinh tới đây tham quan. Xin chào. Ủa sao vậy, chào con cái mà sao hào hứng quá vậy? À, nhận ra em á, nhận ra Miko Lan Trinh á. Không ấy cho tôi đi với người khác đi. Vô đây không có được ồn ào nữa, cái chưa nãy cho bạn ồn ào đó. Ai ồn ào? Điện thờ Phật ở chùa Todai có tên gọi chính thức là Todaiji Kondo, là quần thể kiến trúc bằng gỗ lớn nhất thế giới và là niềm tự hào của Nhật Bản. Mặt chính diện rộng 57,5m, sâu 50,5m, còn chiều cao đến nóc nhà là 49,1m. Đây là nơi đặt bức tượng Phật Tilojana, có nghĩa là vị Phật nằm ở trung tâm của thế giới. Cái cửa nó cũng bằng gỗ quá, cổ luôn hả? Dạ, tất cả đều là gỗ. Đúng mà rồi. Từ thời cổ xưa đến giờ á. Đừng đi chùa nhiều quá ha. Lớn thật. Thật là đẹp. Phật tổ nè. Tượng Phật ở Nara được Thiên Hoàng Somu xây dựng vào năm 752, là điểm tham quan nổi tiếng hàng đầu ở thành phố cổ này, luôn khiến cho du khách cảm thấy choáng ngợp trước sự to lớn và vĩ đại của mình. Đứng ở đây thì chưa có mường tượng được cái sự to của tượng đâu. Lát nữa chúng ta sẽ biết to cỡ nào. Để kiếm cái gì, cái cột trụ gì mà có cái lỗ. Em nghĩ là đây nè. Đâu? Mọi người đang xếp hàng vào nè, đúng không? Đâu. Đúng rồi. Hay quá. Mày ơi, cái này sao mày chui dừa? Ai bảo không dừa? Mấy cô chui dừa. Mày chui dừa. Tương truyền rằng, mở cái lỗ trên cây cột này ở Đại Phật Điện của chùa Todai, rồi chui qua đó, thì sẽ có thể sống khỏe mạnh mà không bị bệnh tật gì nữa. Cái cột bằng gỗ đúng không? Cái cột để chống mà nó có cái lỗ. Cái cột này to thì... Là người bự bự đâu có chui qua dừa. Tí nữa mình thấy may được tái sinh lần hai. Cô vừa không? Wow, coi như là được tái sinh rồi đó. Yeah. Bye bye, yeah. Yeah. Cái cảm giác của mình á giống như là được sinh ra lần thứ hai vậy đó. Thì cô đã nghĩ mình bị kẹt lại rồi. Nhưng mà tự nhiên mình chu một cái đó mình một bầu trời. Và mình được sinh ra lần hai. Trong ba dòng của Miko thì dòng nào bự nhất? Hỏi câu khác. Thì ý nó là vậy nè. Là dòng ba dòng của May này thì dòng lớn nhất là 100. Thì May qua chưa kịp nói hết. Dòng lớn nhất của Miko là 90. À vậy là May qua được rồi. Không lo hen. Câu hỏi ở Nara. Cái lỗ trong cây cột này có độ lớn giống với một bộ phận của bức tượng Phật ở Nara. Vậy bộ phận nào của tượng Phật có cùng độ lớn như vậy? Có 3 đáp án lựa chọn. A. Ngón tay của tượng Phật. B. Ngón chân của tượng. C. Lỗ mũi của tượng Phật. Em thấy nè, tay ở đây mình nhìn được nè. Chắc chắn không phải là bàn tay. Tại vì bàn tay rất là to. Một ngón tay. Ngón tay hả? Mày cũng hơi bị dao động giữa cái ngón tay. Mày muốn ngón chân hay ngón tay? Không phải là muốn, là bây giờ mình không biết cái nào đúng nè. Ngón chân cũng đúng mà ngón tay cũng được. Ngón tay cái, ngón chân cái. Ngón chân. Rồi đồng ý với Miko, ngón chân. Miko và May là ngón chân. Ngón chân hoặc ngón tay. Em nghĩ là ngón chân. Ngón chân sắp bằng lên cái ngón chân, cái cục ngón chân mà to như vậy. Cái lỗ cỡ nửa bàn mình. Sao nửa bàn được? Chúng qua nửa bàn đúng rồi. Không, nửa bàn này là Lan Trinh không qua được. Với kích thước của một ngón chân như thế này thì đối tượng sẽ to. Còn nếu mà cái bàn cái ngón tay á mà to như thế này là bức tượng to lắm, cũng thể vô trong cái ngôi chùa bự đúng rồi. Với lại ngón chân thì hợp với cái đáy của cái cột hơn.
Cho nên anh nghĩ là lỗ mũi. Ủa sao, sao đâm ban quá vậy anh? Không không đâm ban. Lỗ mũi là người ta tính theo cái chiều dọc rồi xuống nè. Giờ người ta lật ngang qua lỗ mũi người ta chọc cho trong là vừa. Mình đừng có thấy có cái lỗ là mình đoán cái lỗ mũi. Ngay ngón chân thấy là đúng hơn. Không, anh nghĩ chị đúng. Chị nghĩ ngón tay. Ngón tay nằm cái ngón tay. Tại vì người ta sẽ kính tính kích thước là cái chiều dài của lỗ mũi như thế này. Chân hợp hơn. Theo em đi, theo em đi lỗ mũi. Ngón chân. Sau kỳ này hay lỗ mũi. Bộ phận có độ lớn giống với cái lỗ trong cây cột đó chính là lỗ mũi của tượng Phật. Hai bạn đã chui qua cái lỗ mũi sao? Quả là độc đáo. Lỗ mũi. Mình không nghĩ là một cái lỗ. Đây là cái lỗ mũi. Ủa tại sao? Tại sao lại là lỗ mũi? Đây là một cái lỗ thì nó bằng cái kích thước của cái lỗ mũi của ngài. Ủa gì là lỗ mũi của ngài lớn như vậy hả? Mà mình chui qua được có nghĩa là cái bức tượng to nó như vậy đó. Tại lỗ chỗ tụi em không có đáp án, tụi phải tự sai rồi đoán là đáp án. Tụi em không thể nào nghĩ em cái này. Tụi em được chứng thực, tụi em được nhìn ngay tại đó. Tụi em cũng được chui qua cái lỗ đàng hoàng. Bức tượng rất là lớn, em nhìn từ xa em nhìn được mà. Chúc mừng anh chị. Tiếp đi. Xem tiếp. Cái này rẻ nè. Cái loại này ngon nè. Matcha hả? Muối đây nha. Rồi. Chưa, mình đoán là matcha mà. Arigato gozaimasu. Arigato. 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 Đâu đâu mở. Trời xé xấu dễ sợ luôn á. Mấy hộp này bán sát khó xuống. Mochi trà xanh mà nhân đậu đỏ đúng không? Cái này ngon lắm. Đúng rồi, nãy trên hình nhìn vậy đó. Ngon. Nhẹ nhàng thôi. Mềm quá ha. Bánh đếp mềm lắm. Giống bánh dẻo. Bỏ cái miệng nhai, nó dẻo. Phải nguyên cái. Ăn cái nào không biết ăn rồi. Ăn thử đó. Nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Lại là tiếng Nhật rồi. Lại thử thách khả năng ngôn ngữ của mình nữa rồi. すみません。ありがとうございます。あれ、あの綺麗さでも日本で有数なんです。ああ、はい。よろしいですか。ゆっくり見てください。はい、さようなら。Vậy là mình đã tới địa điểm cần tới rồi nè. Hay quá. Hồi nãy cái bác đó nói là đây là ngôi đền rất là hiếm ở Nara và Hiếm ở toàn Nhật Bản luôn. Tháp 5 tầng chùa Kofuku cao 50,1m là tòa tháp biểu tượng của thành phố cổ Nara. Vì tháp có 5 tầng chồng lên nhau nên người ta lấy đó làm tên gọi cho tháp. Tòa tháp là nơi lưu giữ di hài tổ tiên của Phật giáo. Bây giờ mình đổi lại đi, Miko chụp. Mai đi ra đi. Ủa? Cũng được, Mai sẽ lựa chỗ nào sáng nhất. Đó, sáng ngay mặt mình luôn, quá đẹp. Che hết cái đền rồi. Khoan, từ từ. Xíu qua đây. Ôi trời ơi, chưa kịp selfie. Chúc mừng. Thành công rồi. Phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ này sẽ là thưởng thức món đặc sản tại địa phương. Saika Ramen là tiệm mì ramen nổi tiếng rất được yêu thích ở Kansai, nằm ở thành phố Tenri, tỉnh Nara, là nơi khởi đầu của món mì ramen Tenri, món mì ramen đặc trưng của Nara. Có trứng nè. Ngoài các món mì thông thường như champong, miso ramen, còn có các món như sủi cảo hoặc cơm chiên. Đây cũng là nơi sinh ra kiểu ăn mì ramen chung với bắp cải, vốn đã quen thuộc với người dân vùng Kansai. Nước dùng khi cho thêm tỏi, hẹ xì dầu vào sẽ tạo nên hương vị rất kích thích. Còn mì là loại mì xoăn sợi giòn. Món này rất là mấy chị phụ nữ cũng thích lắm vì có rất nhiều bắp cải ở trong. To quá. Và cái miếng thịt to này sẽ vô cái miệng rất là xinh xắn của mấy cô.
Không có đâu, không có đâu. Bỏ đi, bỏ đi. Chừng nào cái miếng trứng này vô cái miệng của May thì cái miếng thịt này vô miệng Mico nha. Dạ không. Rồi ăn đi. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, bụng chưa? Gắp đi, gắp đi, gắp đi. Rồi, miếng thịt rất là to nha các bạn. Thêm lên tí cải thảo nè. Nút cho em không? Có lợi cho sức khỏe nè. Có hả? Nhớ là anh tự ăn. Đốt cho em, đốt cho em. Ủa sao lúc đó mình tốt dữ vậy? Ở bên Nhật á, mấy ngày là May tự nhiên còn nóng quá hả? Nóng à. Tự nhiên bỏ vô tay trái xong rồi chuyển qua tay phải để đâu đúng lên miệng đó hả? Vậy thôi chứ sao. Ngon ngon ngon. Thấm vô tình đau đào. May mà mình chưa có thổi nhiều á, nó phải nóng mới ngon. Cái gì hả? Ừ, nó nóng và nó vị nó tương thật là lạ nha. Nó không có mặn hoàn toàn mà có một chút gì đó. Dạ. Lại một chút nước dùng coi. Nước dùng rồi. Nó thơm được là nhờ tỏi nè. Hương thơm của tỏi nè. Có nước tương nè. Dạ, nước tương rất là đặc biệt đúng không? Cái nước soju á rất là đặc biệt. Ai, xin lỗi, vậy là May không thể gọi là nước tương được. Đây là soju à? Soju của Nhật. À, soju của Nhật. Không thể gọi là nước tương. Đây là tiệm mì, đây là Saika Ramen. Saika Ramen. Saika Ramen. Yeah. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Cái trứng bể, cái trứng bể. Trong khi là bọn em thì được chúc mừng ăn uống thỏa thê thì anh chị có câu hỏi thử thách cho anh chị đây. Câu đố tiếp theo dành cho các bạn là: hiệu này ở công viên Nara được công nhận là di tích tự nhiên của quốc gia. Vào tháng 7 năm 2015, người ta thông báo tổng số hiệu này ở đây là bao nhiêu con? A. Có khoảng 1.000 con. B. Khoảng 1.500 con. C. Khoảng 2.000 con. Di tích tự nhiên của quốc gia có nghĩa là họ đã bảo tồn được, đúng không? Có nghĩa là ở đây là Hunai có thể là sinh sống thoải mái tự do, sinh sản luôn, di tích đúng chưa? Sinh sản tự do đó, được người dân bảo vệ cho nên là rất nhiều, khoảng 1.000 con. Tại vì công viên nó lớn. Lúc nãy em thấy là cái công viên đúng rồi, một khoảng nhỏ giữa những người đang đi, cho nên mà mình thấy lác đác thôi chứ không có nhiều. 1.000 con em đồng ý với chị không? Em thấy anh chị là cẩn thận quá. Anh nghĩ 1.000 con là ổn. 1.000 con là hợp lý. Ổn luôn hả? Hai người đồng tình luôn. Đồng ý không? 1.000 con là ổn. Đồng ý với nhau luôn. Hình như 1.000 con. Bệnh chất quốc là dễ bị lây giữa hai người lắm á. Không sao. Người đáp quốc nhưng mà nó đúng. 1.000 con, xin mời coi đáp án. Dạ, 1.000 con. Ở Nara có một tổ chức tên là Hiệp hội Bảo tồn Hiêu Nai. Mỗi năm, tổ chức này sẽ điều tra và thông báo số lượng hiêu nai đang sinh sống tại công viên Nara. Theo đó, vào tháng 7 năm 2015, thì tổng số lượng hiêu nai ở công viên Nara là 1.495 con, tăng 133 con so với năm trước. Như vậy, câu trả lời sẽ là 1.495 con. 1.495. Ủa, là con B, nói chung là sai rồi. Làm dữ vậy? Bình thường thôi. Cả ngàn con, đếm lộn thôi, đúng không? Lộn có 495 con nha. Anh với chị Cát Tường nói 1.000 con, nhưng mà nó lên được 1.495 con. Mình phải mừng chứ, đúng không? Nó vẫn thì mừng. Dạ, em mừng nha. Chúc mừng bác này. Em mừng nha anh. Chúng mừng sẽ được bảo tồn và tiếp tục sinh sản. Mừng quá, mừng quá. Tháng sau mình tới sẽ tăng lên là 2.000 con. Chính xác luôn. Công nhận tập này hào hứng. Tập này là mình có thắng có thua. Mình chúc mừng được có những con nai sẽ được sinh sản thêm mà. Và không biết là sẽ số tới sẽ đếm được cái gì nữa đây. Và bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Tạm chia tay thôi nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một tập nào của chương trình Du lịch Kỳ Thú nha quý vị. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại trên kênh HTV9 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại. See you later. Bye bye.